Xin chào các bác đang theo dõi kênh của đồng chí Thao Chim Cú Gáy Hay. Và hôm nay đồng chí Thao quyết định chia sẻ cho các bạn một cái mô hình, một cái mẫu chuồng để cho các bạn chăn nuôi. Trên màn nhỏ các bạn đây là con chuột lang hay còn gọi là con bọ ú. Và con đang nằm đây là con đã chửa đến ngày đến tháng đẻ rồi. Đó, cái quá trình nó chửa nó khoảng tầm 55 ngày là nó đẻ. 50 ngày chửa mà mỗi một lứa nó khoảng 4 con trên dưới. Thì các màu của nó bao gồm màu đen, màu trắng vàng, màu lông bò, rồi thậm chí cả màu trắng tinh. Thì nó ra con của nó là những con như thế này. Đấy, những con này là đẻ ra được khoảng một tuần là nó như thế rồi. Thì về phần nguyên liệu làm chuồng thì các bạn thấy là đây là một cái sàn để người ta úm lợn con. Ngày là 18 tháng 2. Em review cái này cũng là một cái mẫu hình cho những cái bạn ở khu vực miền Trung. Thì đây là cái chuồng úm nuôi của em. Đó. Này thứ tư. Chuồng úm nuôi của em nuôi rất là tự nhiên. Nước, bóng điện, ngô, cỏ. Thì báo cáo các bác là hôm nay là em gửi về Quảng Nam, điện bàn Quảng Nam. Thì cách em đóng như thế này, em sẽ dán ni lông xung quanh để nó không đái được ra ngoài. Và ở bên trong thì em để cỏ, lúa, cám. Đó. Thì nó có thể sống ở trên đường khoảng 3 ngày, 3 đến 4 ngày. Ít nhất là 3 ngày là chắc chắn rồi. Thì từ Hà Nội đi vào Quảng Nam thì không có gì là nó chỉ tầm ấy thôi, một ngày một đêm thôi. Đó. Còn mỗi một con em để một chuồng để ưu điểm của nó là nó sẽ không cắn nhau, hoặc là nó không có cái diện tích để nó vận động, đúng không, là cái năng lượng cano đói và khát nó sẽ lâu hơn là nó như kiểu mình ngủ ấy. Tất cả những cái này em tính rồi. Diện tích chỉ vừa phải để cho nó vừa ăn vừa nghỉ, chứ nó không chạy nhảy. Nếu như các bạn đóng vào cái lồng, thứ nhất là nó cồng kềnh, các nhà xe nó cũng sẽ rất là ngại trong cái việc nhận. Đấy, vừa rồi thì em cũng có báo cáo và chia sẻ những cái cách mà em đóng và gửi chuột lang bọ ú đi khu vực miền Trung và khu vực miền Bắc. Thì em cũng xác định làm kênh này em sẽ làm mãi mãi, nó là cuộc sống, nó là cái kênh bán hàng của em. Em mong muốn là cái uy tín của em sẽ gửi tới tất cả các quý vị các bạn. Từ cái cách em in cái bạt này, nó thể hiện cái logo, thể hiện cái thương hiệu, cái kênh Chim Cú Gáy Hay của em. Có cái sản phẩm là con chuột lang và giao hàng ở khu vực miền Trung và miền Bắc. Có cái chế độ, đấy, mọi chế độ các bạn có thể nhìn cái thông tin ở đây. Xin mong là các bạn sẽ tìm hiểu kỹ và có được cái niềm tin với cái kênh này. Và mình tận dụng 4 tấm ghép để tạo thành một cái sàn. Ưu điểm là bằng nhựa, không gì, không quá rộng để rắn chuột hay là những con khác có thể tấn công. Đấy. Trên đây là các bạn thấy là một cái bóng điện sáng để cho ban đêm nó ăn. Và một phần là nó cũng sẽ sinh nhiệt. Con nào nó sẽ lạnh nó sẽ đứng vào đó. Đấy. Bụng rất to luôn. Bụng to quỳnh luôn này này. Thì với những cái ưu điểm là nó ăn chỉ cần ăn ngô nghiền như thế này thôi. Một cái máng ngô nghiền này các bạn để vào đây cho nó ăn. Đấy. Nếu như các bạn thiết kế làm sao mà nó không ỉa được vào là cái tốt nhất. Chúng ta nên dùng cái máng như kiểu là máng lợn. Đấy, máng tự động. Ngoài ra ngoài cái ngô nghiền thì các bạn có thể cho ăn thêm cái cỏ. Cỏ thì ở đây thì các bạn thấy là những cỏ như này. Những cỏ chanh, cỏ voi, cỏ bờ hoặc là những cái cỏ ở trên đồi ấy rất tốt. Ăn cỏ nó thay uống nước, giống này nó không uống nước đâu. Gần như là ăn cỏ chính là thay uống nước. Thì báo cáo với các bác là những cái con này thì là tỷ lệ của nó là chỉ cần ít đực thôi, không cần phải nhiều đực quá. Đấy. Đây là những con của nó. Đấy.
Cái đầu ra của cái này thì các bạn thấy là một số bạn bán cho những cái người người ta tiêm thuốc chuột để người ta nghiên cứu về thuốc. Một số người thì người ta có thể dùng làm tâm linh, người ta nuôi chuột đúng cái nghĩa tuổi chuột, là nuôi sinh vật cảnh. Cái này thì ngoài ra các bạn có thể thịt ha. Các bạn ướp ngũ vị rồi các bạn nướng lên, quay, nấu những cái món theo cái sở thích của các bạn. Thì cái kênh của mình thì chủ yếu là bán ra những chú chim cu gáy và những chú con giống đà điểu. Nhưng ngoài ra mình đã gây dựng một cái phong trào nuôi tại địa phương mình lên đến hàng 50 hộ, mỗi hộ có những cái chuồng như này. Đấy, mình đăng tải lên để bán giống cho các bạn trên các vùng miền xa. Đấy, bản thân nhà mình cũng nuôi. Đấy, các bạn thấy là cũng khá là đơn giản. Đấy, gần như không có để mà bán. Đấy, gần như là không có để mà bán các bạn nhé. Đấy. Đấy, mặc dù là một số những cái đơn vị khác trong cái thời lúc này là cái Covid-19, nhưng mà với mình thì ngày nào cũng ra được một 5-6 đơn hàng. Đấy, bao gồm chim chuột và những cái thứ mà mình chia sẻ, đăng tải trên kênh. Đấy. Thì hôm nay là buổi chiều ngày 26 tháng 3, ngày thành lập đoàn ta ra đời. Thì cũng hơi rỗi rỗi một chút, mình quay những cái chú chuột này để tạo lên cái khoảng không gian, khoảng mắt để cho các bạn giải trí một chút. Các bạn biết là đây là một cái kênh, bán con giống. Các bạn thấy là nó chửa bụng nó rất là to. Con này chửa chắc là về đẻ được 5 con, bụng rất to luôn. Đấy, khi nào mà cái đít của nó khum lại, nó rúm lại, mà hai cái bụng nó quành ra là đến ngày đến tháng nó đẻ rồi. Đấy, các bạn thấy là đến ngày đến tháng nó đẻ rồi. Có lẽ là cũng khá là đẹp, màu sắc sặc sỡ. Đấy, con này rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy màu rất đẹp, màu cực kỳ đẹp luôn. Một mô hình dáng thì chúng ta nuôi. Đấy. Em nhìn xem nào. Đây là một cái tổng thể bên ngoài. Thì các bạn thấy là mình dùng cái công tắc để điều khiển cái bóng điện này. Tắt đi. Đó. Các bạn thấy trên này là những cái mái chuồng lợn ngày xưa được tận dụng. Phần xung quanh này là tận dụng những cái miếng của những cái lồng chim. Những cái lồng chim được tận dụng. Và bên này cũng là một cái ô chuồng như vậy. Bên này cũng là một ô chuồng như vậy, rất là nhiều chuột ở bên trong. Thì chính vì chuột đấy, mình zoom lại cho các bạn xem. Đây là những con chuột. Đó, chuột rất đẹp luôn, các bạn thấy này. Đây, chúng ta tận dụng cái khu chăn nuôi thì chúng ta phân nó sẽ nọt xuống sàn này, và sau một vài ngày chúng ta quấn và chúng ta bang đi bón rau, bón cây, phân chuột. Đây, báo cáo các bác là như vậy. Đây, các bạn nhìn cho nó rõ. Đây là những cái một ô khoảng 2 m² mặt sàn này thì bản thân mình có thể nuôi được khoảng 20 con lái đẻ. Đấy. Và chúng nuôi theo mô hình bầy đàn tập thể. Con nào có con nó sẽ nuôi con của nó. Báo cáo các bác là như vậy. Đấy. Có các loại màu luôn, trắng đen vàng, vàng trắng đen, trắng vàng. Đấy. Vàng đen trắng đây. Đen trắng này rất là nổi. Đấy, vàng trắng đen, đây vàng trắng đen này,
đa phần là vàng trắng đen các bạn nhé. Con này trắng nhiều này, rất là đẹp. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, con còn có khi như con mẹ trắng đẻ ra con còn là trắng đen vàng. Đấy, loại này nó không để dính ướt, không để lạnh quá. Nếu dưới 15 độ các bạn phải thắp bóng sưởi, và trên 35 độ các bạn phải chống làm cho nó mát đi, đừng để nó nóng quá. Các bạn nhìn đây. Thì báo cáo với các bác là đây là nó nằm nghiêng như con lợn nái này. Nghiêng như con lợn nái nó đang nghỉ. Và bây giờ đồng chí Thao tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái mô hình dạng chuồng thứ hai. Các bạn thấy có thể ở đây là mình làm cái lồng nó treo, treo đu đơ luôn, thì rất là nhàn. Đấy, nó ăn rồi nó đi ra. Đấy, đây là mình tận dụng bằng cái lồng chim. Cái lồng chim của mình rất nhiều luôn các bạn nhỉ. Mình tận dụng một cái lồng chim và mình chỉ cần để nó vào đây thôi. Đấy, các bạn thấy một cái lồng chim không hề là chật chội thế nào, vì nó là sàn nên ra là nó tự nó sẽ đấy, các bạn thấy có thể nói là gọi là một đống chuột luôn. Đấy mà không chết chắc một con nào luôn. Đây là những con chuột mà mình tách mẹ ra, mình úm, mình nuôi, mình gột để mình bán giống cho các bạn trên toàn quốc, đặc biệt là các bạn khu vực miền Trung, khu vực miền Bắc mình sẽ ưu tiên nó gần. Các bạn thấy khá là đẹp, các loại màu luôn. Đấy. Thì vì sao mà mình có rất nhiều giống để mình chuyển cho các bạn là bởi vì mình luôn luôn gây dựng những cái ô chuồng như này, các hộ gia đình nuôi. Đấy. Và mình cung cấp cho các bạn một cái kênh chuyên về chuột lang. Đấy. Mình số lượng không phải là ít. Đấy. Thời điểm mình đang quay đây là ngày 26 tháng 3 dương lịch năm 2020 các bạn nhé. Rất nhiều luôn. Chuột lang bọ ú, miền Nam thì gọi là bọ ú, còn miền Bắc thì gọi là chuột lang. Có những con đang chửa này. Đấy, con đang chửa mình bán luôn cho các bạn, một con chửa và một con đực, các bạn về các bạn khai thác luôn. Còn hàng giống thì mình bán những con như này, và con chửa bán như này. Đấy, hàng giống này, giống như hai con này, đấy giống. Đấy. Nên các bạn yên tâm là mình đã làm một cái kênh gì là mình làm đến nơi đến chốn. Đấy, các bạn thấy là cũng chỉ cần một ít ngô thôi, một vài cái cọng cỏ nó ăn này, sau khi phân là nó rơi xuống dưới, các bạn thấy là cái phân nó rơi xuống dưới rất là sạch luôn, không có mùi đâu. Đấy, tất nhiên chăn nuôi thì nó sẽ có những cái nọ cái kia, nhưng mà các bạn thấy là mình không hề đấy à. Đây các bạn nhìn cho kỹ này. Đây là những con đang chửa này. Chửa. Gửi cho các bạn những con đang chửa. Và những con chuột chửa này. Số điện thoại để đặt mua giống và tư vấn kỹ thuật nuôi bọ ú chuột lang của đồng chí Thao các bạn nhé. 0335305982 và 0989177982. Có lẽ là những cái hình ảnh này nó chia sẻ rất là thực tế đúng không? Cỏ như nào, cho ăn ngô như nào, máng như nào, rồi treo lồng, treo sàn như thế nào. Rất đơn giản các bạn nhé. Đây là những cái mái bờ lô mình lợp lên và treo một cái lồng chim lên, căng lưới xanh vào là nuôi. Đấy, các bạn thấy là rất đơn giản. Đây, cái này thì mình làm này thì mình cho ăn này, có quên cửa nó cũng không bỏ, nó không trèo ra đâu. Đấy, nó không hề trèo ra tí nào luôn, thậm chí là rất là đẹp. Đấy, các bạn đang xem rất đẹp luôn. Xin chào và hẹn mọi người. Nếu các bạn thấy video của mình bổ ích, các bạn có thể bấm vào nút chuông hoặc đăng ký kênh để sẽ là những người
thường xuyên đón nhận được những cái thông tin mới nhất của đồng chí Thao kênh Chính Phủ Bay Hay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả, một ngày nghỉ cuối ngày thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Chia sẻ với các bác là một cái mô hình nuôi chuột lang của đồng chí Thao Chim Cu Gáy. Các bạn cần tư vấn kỹ thuật. Đây là ăn ngô nghiền này. Ăn ngô nghiền này. Đây, em này chửa sắp đẻ này. Đấy, ăn cỏ. Đấy. Một năm thì mỗi một con mái đẻ được khoảng 20 con. Đấy. Và các bạn thấy là các loại màu luôn. Số điện thoại của mình là 033 5305 982. Mình chuyên cung cấp con giống cho các bạn trên toàn quốc. Kênh của mình bán theo kênh Chim Cu Gáy, mình chuyển cho các bạn. Con này nó đẻ rồi, con của nó đòi bú này, thấy không? Nó đòi bú. Đấy, màu sắc rất là nhiều. Thì một cái chuồng như này làm nông thôn ta thì tận dụng rất là nhiều thứ. Đấy, cái sàn để nuôi lợn nái và cái này là cái để nuôi lồng chim của mình. Bên này mình làm một cái lồng nữa. Đấy, các bạn thấy là cũng khá là đơn giản, hiệu quả. Khá là kinh tế. Các bạn thấy nó đẻ liên tục. Đẻ liên tục luôn. Các loại cỡ luôn. Cỡ to, cỡ nhỏ. Đấy. Con chửa, con không chửa. Thì đây là một cái mô hình khá là mới mẻ các bạn nhé. Này. Mình sẽ chuyển cho các bạn giống. Kênh của mình chuyển lâu rồi. Đấy. Đây. Một lần nữa đọc lại số điện thoại là 033 5305 982. Đấy, mình ship hàng giống như cho các bạn toàn quốc. Nó ăn ngô nghiền các bạn nhé. Ăn ngô nghiền này này. Này, bọn thắp một cái bóng này cho nó sáng về đêm mà nó sưởi. Ừ. Để lít lít luôn, toàn con. Đấy. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn là các bạn làm một cái chuồng rất là đơn giản thôi. Lại thế này mà để chống mèo, chống rắn, chống chuột. Đấy. Ăn ngô, ăn cỏ các bạn nhé, rất nhiều. Công tắc nó thắp sưởi cho nó sáng, thắp sưởi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy đăng ký kênh và để sẽ là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của đồng chí Thao kênh Chim Cu Gáy Hay, đang sinh sống tại cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0989177982, 033 5305982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời ru của bầm.